Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV. Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like. Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình, xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới. Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Trong chương 3 này thì chúng ta sẽ nói về những cái khái niệm về về quan hệ à. Quan hệ thì cái phần này nó cũng khá là quan trọng, đặc biệt là cho chúng ta sau này để chúng ta học những cái môn học, ví dụ như là cơ sở dữ liệu nè. Khi chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu thì các bạn sẽ có những cái khái niệm về quan hệ ha. Ví dụ như là các bạn có những cái thuộc tính ở bên trong một cái bảng, các bạn có cái khóa chính khóa ngoại gì đấy, thì cái phần đấy các bạn sẽ được học rất là nhiều. Và trong cái phần này thì chúng ta sẽ có những cái định nghĩa, những cái định lý, những cái ví dụ để giúp cho các bạn hiểu về cái quan hệ ha. Thì trước hết á, thì chúng ta sẽ nói về một số cái định nghĩa trong cái phần quan hệ. Rồi, ok. Mình sẽ nói về các cái định nghĩa. Các cái định nghĩa. Rồi, chúng ta có định nghĩa đầu tiên, đó là định nghĩa về mối quan hệ giữa hai cái tập hợp A và B. Thì chúng ta có định nghĩa như sau. Một, quan hệ hai ngôi. Một quan hệ hai ngôi giữa tập hợp A và tập hợp B. Là một tập hợp con, là một tập hợp con R. R ở đây thì thường là họ sẽ viết cái chữ R như thế này, R như thế này ha, R của tích đề các A nhân cho B, A nhân cho B, A nhân cho B. Nếu các cặp phần tử AB, nếu các cặp phần tử A, B nhỏ thuộc cái quan hệ R này, thuộc cái quan hệ R này, thì ta sẽ viết là A R B, A R B, A R B. Ngược lại, nếu mà những cặp phần tử AB không thuộc cái tập hợp con này, không có thuộc tập hợp con R này, thì ta sẽ viết là phủ định nó đi ha. Ta viết là RB, và các bạn sẽ phủ định nó trên đây như thế này, ARB, và phủ định nó trên đây như thế này. Thì một cái quan hệ hai ngôi giữa A và B, xin lỗi, chúng ta có một cái tình huống nữa, đó là ngoài cái quan hệ giữa hai cái tập hợp khác nhau thì đôi lúc chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ ngay ở trên một cái tập hợp luôn, ngay ở trên một cái tập hợp luôn ha. Một cái quan hệ hai ngôi một cái quan hệ hai ngôi giữa A và A, tức là ngay ở bên trong một cái tập hợp thôi, giữa A và A được gọi là một quan hệ hai ngôi trên A. Rồi, thì trong cái môn học toán rời rạc á, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái từ ngắn hơn,
là chúng ta dùng từ chúng ta dùng từ trong cái môn học này nha các bạn, dùng từ quan hệ thay cho quan hệ hai ngôi. Tại vì chúng ta có những cái mối quan hệ nó nhiều hơn hai ngôi nha các bạn nhé. Quan hệ hai ngôi. Thì trong môn học này khi mà chúng ta nhắc tới cái từ khóa là quan hệ thì chúng ta sẽ hiểu ngầm đó là nó là quan hệ hai ngôi nha, đó là quan hệ hai ngôi. Được chưa? Thì đó là quan hệ hai ngôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ cụ thể nè. Ví dụ như các bạn nhé. Chúng ta có hai cái tập hợp nha. Mình có một cái tập hợp A. Tập hợp A của mình nó có một số cái phần một cái số cái phần tử sau đây. A nè, B nè, C, D nè. Rồi, mình sẽ có cái tập hợp B. Tập hợp B thì nó sẽ có là M và N. Trước hết thì các bạn hãy cho biết cho mình biết coi cái tích đề cát của A nhân B nó là bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Cái này thì các bạn nhớ không? Nhớ cái phép nhân giữa hai cái tập hợp không? Chúng ta A nhân cho B đúng không? Thì nó sẽ ra cái gì? Và các bạn hãy comment cho mình biết coi cái tích đề cát giữa hai cái tập hợp A và B nó là cái gì? Rồi sau đó thì mình sẽ nói tiếp về cái phần quan hệ ha. Ok, các bạn comment cho mình biết coi cái tích đề cát giữa A và B nó là cái gì. Kiến thức này hình như là chúng ta đã học rồi đúng không các bạn? Các bạn đã học cái phần trong cái phần đầu tiên của cái phần phép tiếp á, chúng ta có những cái tập hợp rồi chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta tính tích đề cát giữa hai tập hợp đúng không? Thì tích đề cát nó là những cặp phần tử từ A và B thôi đúng không các bạn? Ở đây nó sẽ có là A nè, M nè. Rồi chúng ta có gì nữa? A, N. Rồi chúng ta có là B, M. Rồi các bạn có B, N. Rồi các bạn có gì nữa? C, M. Và chúng ta có là C, N. Được chưa? Và chúng ta có là D, M. Và chúng ta có là D, N. Đó. Thế thì nguyên cái này nó là một cái tích đề cát giữa hai cái tập hợp A và B. Thế thì giả sử như bây giờ mình có một cái mối một mình có một cái tập hợp con là R như thế này. R mình có ba phần tử đi. Ví dụ là A, M, R, B, M và C, M. Đó. Thế thì khi mà chúng ta có một cái tập hợp con như vậy, khi mà chúng ta có một cái tập hợp con như vậy thì mình sẽ nói rằng là như các bạn trước hết là các bạn sẽ nhận thấy cái gì? Trước hết là các bạn sẽ nhận thấy là R này thì nó thuộc cái gì? Nó sẽ thuộc cái tích đề cát A nhân B, nó là một cái tập hợp con đúng không các bạn? Nó là một cái tập hợp con, được chưa? Thì suy ra là vậy R là một quan hệ giữa A và B là một quan hệ giữa A và B. Tại vì R nó là tập hợp con của cái tập hợp tích đề cát A nhân cho B, A nhân cho B, được chưa? Đó. Nói chung cái quan hệ là gì? Quan hệ nó là một cái tập hợp con của cái tập hợp tích đề cát giữa hai cái gì? Giữa hai cái tập hợp thôi, giữa hai cái tập hợp nhé. Rồi. Ok, chúng ta sẽ có cái ví dụ số 2 về cái tập hợp. Giả sử như mình cho các bạn là một cái tập A. Tập A này nó có cái gì? Nó có một số cái phần tử nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. 1, 2, 4, 5 đúng không? Thì chúng ta sẽ xét cái quan hệ R. Quan hệ R này nó sẽ được định nghĩa bởi cái tính chất như sau. Được định nghĩa được định nghĩa bởi
A có quan hệ R với B tương đương với việc là A cộng B là số, A cộng B là số lẻ. Thế thì bây giờ mình sẽ cho các bạn hàng loạt những cái cặp nhé. Rồi các bạn sẽ xem coi nó có cái quan hệ với nhau hay không. Các bạn nhớ rằng trong cái quan hệ này chúng ta phải thỏa mãn được cái tính chất đó là A cộng B phải là số lẻ. Rồi mình sẽ cho các bạn nhé. Bây giờ quan hệ của chúng ta đó là quan hệ từ A vào A. Từ A vào A luôn các bạn nhé. Trên cái tập A này ha. Từ A vào A. Thế thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài cái thằng. Các bạn sẽ xác định cho mình xem ha. Một có R với 2 hay không? Rồi một có R với 3 hay không? Rồi hai có R với 4 hay không? Rồi ba có quan hệ R với 5 hay không? Đó. Rồi ba có quan hệ R với 4 hay không? Ba có quan hệ R với 5 hay không? Đó. Rồi, thế thì bây giờ các bạn sẽ comment cho mình coi thằng nào á nó là có quan hệ và thằng nào không có quan hệ. Và nếu như không có quan hệ thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự như thế nào? Thông thường thì các bạn khi mà các bạn làm việc trên máy tính đó, các bạn không viết được chữ R này thì các bạn cứ viết chữ R bình thường cũng không sao ha các bạn ha. Quan trọng là chúng ta có cái định nghĩa nó ở trên đây. Có cái định nghĩa nó ở trên là được ha. Thế thì bây giờ á cái tính chất của cái quan hệ của chúng ta ở đây nó là gì các bạn nhỉ? Cái tính chất của quan hệ của chúng ta ở đây nó là A quan hệ R với B đúng không? A cộng B phải là một cái số lẻ. Trước hết cái quan hệ của chúng ta là ở trên cái tập gì? Tập A, đi từ tập A vào tập A đúng không ạ? Chúng ta là có là A nhân A đó, tích đề các là A nhân A đó. Thì các bạn thấy này, 1 cộng 2 có bằng 3 hay không? Nếu có thì đây là một cái quan hệ đúng không? Thằng này nó là một quan hệ nè. Rồi. 1 R3 có hay không? 1 cộng 3 là 4. Mà 4 không phải là số lẻ, do đó ở đây nó không phải là một cái quan hệ do chúng ta nghĩa ra. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gạch ở phía bên trên đầu. Cái thằng này nó là cái gì? Thằng này nó là cái gì các bạn? Thằng này nó là cái giống như là cái dấu phủ định mà các bạn đã học trong cái chương 1 á, trong cái phần đầu tiên á. Rồi tương tự như vậy, 2 cộng 4 là 6. Mà 6 thì nó có là một số lẻ hay không? Không. Cho đó chúng ta sẽ có cái gạch ngang ở trên. Rồi, 3 cộng 5 là 8. Tương tự như vậy. À. 3 cộng 4 là 7. Thằng này nó có là cái quan hệ R hay không? Có nha. 3 cộng 5 là 8. 3 cộng 5 là 8 giống như bên đây rồi. Thì thôi, chúng ta gạch ngang ở đây. Đó. Thì những cái thằng mà nó có quan hệ thì chúng ta sẽ ghi là A, R, B. Còn những cái thằng mà nó không có thỏa mãn cái tính chất của quan hệ thì chúng ta sẽ ghi là A phủ định R, B. Đó. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đó. Rồi, chúng ta sẽ có một cái ví dụ khác nữa nha. Chúng ta sẽ làm một vài ví dụ để cho các bạn hiểu rõ về cái quan hệ. Rồi, ví dụ như chúng ta có cái tập đi. Giả sử như mình có một cái tập hợp nha. Ví dụ ha. Mình sẽ có một cái tập hợp A là A là bằng cái tập hợp số tự nhiên là bằng bằng cái tập hợp số tự nhiên cộng đi. Số tự nhiên cộng có nghĩa là nó lớn hơn không, lớn không ha. Thì mình sẽ nói như thế này. Mình sẽ cho các bạn là xét cái quan hệ R được định nghĩa bởi được định nghĩa bởi là ARB tương đương với việc là A chia hết cho B nha. Thế thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một số các cặp nha. Ví dụ như mình có là 5 nó có R3 hay không? Đó. Rồi giả sử như mình có 6 nó có R3 hay không? Rồi. 6 có R với thằng 2 hay không? Đó. Tương tự như vậy mình sẽ có là 7 nó có R với thằng thằng 5 hay không? Rồi 8
có AR với thằng 6 hay không, rồi 10 có AR với thằng 5 hay không. Đó thì bây giờ các bạn thấy nè, cái tính chất của chúng ta nó là khi mà chúng ta định nghĩa cái quan hệ này nó là gì các bạn, nó là chia hết đúng không, nó là chia hết. Thế thì các bạn thấy ở đây nè, chúng ta có 5, 5 có chia hết cho 3 hay không? Không, thì lúc đó nó sẽ không không phải là quan hệ, thấy chưa? 6 có chia hết cho 3 hay không? Có, như vậy thằng này nó là một cái quan hệ R nha các bạn nhé. Rồi. Ở đây các bạn có 6R2, cái thằng này thỏa mãn điều kiện nè, 6 chia hết cho 2 nè. 7 có R cho 5 hay không? Không, gạch đầu ha. 8 có quan hệ R với 6 hay không? Không, gạch ở đầu đầu phía trên. Rồi 10 có quan hệ R với 5 hay không? Có ha, 10 chia cho 5 bằng 2 rồi chia hết, nó không có số dư. Thì các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có cái quan hệ ha, 10 có quan hệ với 5. Đấy chưa? 10 có quan hệ với 5. Rồi, ok ha. Chúng ta có những cái ví dụ rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa. Trong ví dụ này thì mình sẽ định nghĩa trước một số cái ha các bạn. Mình sẽ có ví dụ như thế này. Mình sẽ cho các bạn là một cái số nguyên A. Một cái số nguyên A. Một số nguyên A. Một số nguyên A. Được nói là chia hết cho số nguyên N. Được nói là chia hết cho số nguyên n, được hết chia hết cho số nguyên n nếu chúng ta đang định nghĩa về cái phép chia hết, nếu tồn tại một cái số k thuộc z sao cho a bằng k lần n, a bằng k lần n, k là số nguyên luôn các bạn nha, k là số nguyên. Rồi, A sẽ bằng K nhân cho N, A sẽ bằng K nhân cho N, được chưa? A sẽ bằng K nhân cho N, A sẽ bằng K nhân cho N. Khi ấy, ta cũng nói N là ước số của cái gì? Của A. Khi đó, N là ước số của A. Cái này chúng ta học rồi hết trong những cái bậc phổ thông á. Cái thế nào là một cái số chia hết, thế nào là một cái ước số, rồi bội số nữa. Khi đó A là bội số của N, A là bội số của N, thấy chưa? A là bội số của N. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới cái phép chia, nhưng mà nó không chia hết, thì chúng ta sẽ nói là một phép chia có số dư như các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nè, cho trước số nguyên n, n lớn hơn một ha, n lớn hơn một và ha với mọi a b với mọi ab thuộc z, và ta định nghĩa được cái quan hệ như sau. Ta định nghĩa quan hệ ARB nó sẽ tương đương với việc là thằng A trừ cho thằng B này chia hết cho n a trừ b chia hết cho n. Thì thật ra số b nó chính là cái số dư đó các bạn ha, nó là số dư a trừ b chia hết cho n. Thì cái quan hệ này người ta gọi là quan hệ đồng dư modulo. Được gọi là quan hệ đồng dư modulo của n, của n.
Thì chúng ta sẽ ký hiệu nó như sau. À, chúng ta sẽ ký hiệu nó là A, là chúng ta sẽ có ba cái dấu gạch như thế này. À, B, mod cho N. Đó, chúng ta sẽ ký hiệu như thế này. À, các bạn cứ ghi chép lại cho cẩn thận nha. Sau đó mình sẽ cho các bạn rất là nhiều cái ví dụ để chúng ta có hiểu, để chúng ta có thể hiểu được cái quan hệ đồng dư modulo cho N là cái gì. À. Rồi, ok. Mình sẽ cho các bạn một vài cái ví dụ nhé. Ví dụ này. À, trước khi ví dụ á, thì mình sẽ cho các bạn tính mod cho mình thử ha. Các bạn sẽ tính mod cho mình thử. Ví dụ như mình cho các bạn nhé. 5, các bạn mod cho 2 thì các bạn sẽ được bao nhiêu? À, thì chúng ta sẽ có các con số dư đó các bạn ha. Các con số dư 5 mod cho 2 thì tại vì 5 sẽ bằng mấy các bạn? 5 nó sẽ bằng là 2, đây là số n nha. Đây là k là 2 nhân cho 2 cộng cho 1. Có nghĩa là 5 trừ 1 thì nó bằng 2 nhân cho 2. Đây là số A và đây là số B của chúng ta, thấy chưa? Còn đây là k, đây là n. Đó. Tức là A trừ B chia hết cho N. A trừ B chia hết cho N. Như vậy các bạn sẽ có 5 mod 2 đây, chúng ta sẽ bằng là bằng 1 các bạn nha. 5 mod 2 chúng ta sẽ bằng 1. Hoặc là các bạn có thể ghi như thế này, đó là A đồng dư, xin lỗi. Ở đây là chúng ta sẽ ghi nó là 5. Chúng ta sẽ ghi như thế này nha các bạn nhé. 5 đồng dư với 1 mở ngoặc ra mod cho 2, có nghĩa là thằng 5 mod 2 hay thằng 1 mod 2 thì nó đều cho ra một cái giá trị, đó là 1. À, đó là 1. Các bạn có hiểu kịp không ạ? À? Rồi, tương tự như vậy, mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ khác ha. Rồi. À, giả sử như các bạn có là 8. À, 8 các bạn mod cho 3 đi. Thì các bạn sẽ bằng bao nhiêu? 8 mod cho 3 thì các bạn sẽ ra được số là số gì? Số gì ở đây? À, các bạn sẽ điền cho mình cái số gì ở đây. Thì các bạn rất là dễ thôi, các bạn sẽ cho là 8 sẽ bằng cái con số nào đó nhân cho 3 và cộng cho một con số nào đó ở đây, đúng không? Và cái con số đây nè thì nó là cái phần số dư. Và phần số dư thì thường chúng ta sẽ quan tâm tới những con số là nhỏ hơn 3. Thì chúng ta sẽ điền xem coi chúng ta thấy cái số dư ở đây nó là cái gì. À, thế thì nó chỉ có thể là 0, 1, 2 thôi. 0, 1, 2. Thì 8 mà chia cho 3 thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ ghi 2, đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ có là 2 lần nhân cho 3. Đó. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ 8 mod 3 nó bằng gì các bạn? 8 mod 3 nó bằng gì? Hả? 8 mod 3 nó bằng là 2. Tương tự như vậy, bây giờ các bạn sẽ cho mình nè. 11 các bạn mod cho 3 bằng bao nhiêu? 11 mod cho 3 thì chúng ta sẽ có kết quả là 2 luôn. Vì sao các bạn? Vì 11 nó sẽ bằng là 3 nhân 3 cộng cho 2. Được chưa? 3 nhân 3 cộng cho 2. Thế thì lúc đó chúng ta có thể ghi như thế này. 8 đồng dư với 11 mod cho 3. Tức là khi 8 mod cho 3 và 11 mod cho 3 thì chúng ta ra cùng một con số thôi. Thực ra thì các bạn có thể thấy là chúng ta lấy 8 chúng ta trừ cho 11 thì các bạn thấy là 8 trừ cho 11 là trừ 3, mà trừ 3 thì chia hết cho 3, thì cái thằng này nó là cái quan hệ đồng dư. Các bạn hiểu kịp không ạ? Nó là quan hệ đồng dư nhé. Rồi. Ok, mình sẽ cho bạn thêm một vài cái ví dụ nữa. Các bạn cho mình biết xem coi cái thằng 3 nó có quan hệ đồng dư với cái thằng là 10 mod cho 7 hay không. À, các bạn hãy comment cho mình là cái thằng này là có hay là không. À, có hay là không có quan hệ đồng dư giữa hai cái thằng này và tại sao. À, có hay không, có hay không các bạn? Có nha, có nha các bạn. Rõ ràng các bạn sẽ thấy ở đây nè,
các bạn là ba, các bạn mod cho 7, giống như là các phép chia lấy dư gì đó các bạn. Nhưng mà các bạn cẩn thận cái số âm nha, tí nữa mình sẽ nói về số âm. 3 mod cho 7 thì các bạn là tương đương với gì các bạn? Hả? Bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 3. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có là 3 sẽ bằng là 0 nhân cho 7 cộng 3, đúng không? Đó, các bạn nhớ ha, các bạn để ý cho mình cái thằng đầu tiên là cái thằng này ha. Đó, rồi, ok. Các bạn có thằng 10. Các bạn mod cho 7 bằng bao nhiêu? 10 mod cho 7 nó cũng bằng 3 luôn, nó cũng bằng 3 nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy nè, 10 nó sẽ bằng gì? Bằng 1 nhân cho 7 cộng cho 3. Thì lúc nào nó cũng có các phần là số cái số dư phía sau nó giống nhau á, nó số dư phía sau giống nhau thì người ta gọi nó là cái quan hệ đồng dư các bạn, là có là cùng có một cái con số dư giống nhau, cùng có một con số dư giống nhau, được chưa? Ok nha. Rồi, cái này rất là dễ đúng không? Rồi, tương tự như vậy các bạn sẽ xác định cho mình xem coi cái thằng này nó có quan hệ đồng dư hay không. 3 nó có quan hệ đồng dư với cái thằng là 6 mod cho 7, có hay không? Có các bạn, có hay không? Có, các bạn comment cho mình biết coi 3 đồng dư với 6 mod cho 7 có hay không? Có, nó không nha các bạn, nó không nha. Tại vì 6 mà các bạn mod cho 7 nó sẽ ra 6, 6 mod cho 7 nó sẽ ra 6. À, ở chỗ đây thì nó là không, chúng ta có thể sử dụng cái dấu gạch như thế này, và thường thì ít ai có dấu gạch nha, có ba cái gạch lắm, cho đó người ta sẽ ghi là hai là cái dấu bàn, rồi người ta ghi cái dấu khác thôi, nghĩa là hai thằng này nó không có cái quan hệ được, nó cái giá trị khác nhau thôi. À, đó. Ok nha. Rồi bây giờ mình cho các bạn thử điền cho mình một cái con số nha, một cái con số nha, thì mình cho các bạn là trừ 16. Các bạn có thể có quan hệ đồng dư với một cái con số nào đó, rồi các bạn mod cho 3. Đó, các bạn hãy điền cho mình vào cái chỗ vị trí chấm hỏi này một cái con số nào đó nó phù hợp, một con số nào đó nó phù hợp. Các bạn đi cho mình một con số nào đó phù hợp, và con số đó lớn hơn không đi, lớn hơn không. Rồi, ok. Mình sẽ cho các bạn ví dụ. Các bạn nói là cái con số này là có nhiều cái option mà các bạn đã comment đúng không? Trừ 4 rồi, 4 hoặc là 2 hoặc là không có, đúng không? Hoặc là không có. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nha các bạn. Các bạn có nè, bây giờ mình sẽ thử từng thằng nha. Trừ 10, có bạn nói là trừ 16 thì nó sẽ là tương đương với trừ 4 mod cho 3. Mod cho 3. Thế thì mình sẽ kiểm nghiệm lại rất là đơn giản thôi. Các bạn thấy đây nó là gì? Đó là chúng ta có trừ 16, chúng ta trừ cho trừ 4, chúng ta sẽ kiểm tra coi nó có chia hết cho 3 hay không. Thì các bạn thấy là trừ 16 trừ cho trừ 4 thì chúng ta sẽ có là, tức là nó tương đương với gì các bạn? Nó tương đương với là thành cộng 4 đúng không? Cộng 4 thì chúng ta sẽ có đó là trừ 10, trừ 12, trừ 12 chia hết cho 3. Thì ok, cái thằng này nó có chia hết đúng không các bạn? Nó có chia hết thì là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần một con số dương thì có bạn khác ghi ở đây nó là số 4. Nó là số 4 nha. Nó là số 4. Số 4 thì cũng ok. Rồi. Số 4 nó cũng ok. Rồi, có bạn ghi là số 2. Số 2 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Giả sử bây giờ mình đang đi tìm cái con số nhỏ hơn 3 luôn đi. Thì các bạn sẽ ở đây các bạn ghi là trừ, hồi nãy các bạn thì ghi là số 4 đúng không? 4 các bạn mod cho mod cho 3 thì các bạn có là trừ 16, các bạn trừ cho 4 thì
À, các bạn cẩn thận nha, cái này chia hết cho ba không? Trừ 16 trừ 4 là nhiêu ta? Là trừ 20. Trừ 20 mà các bạn chia hết cho ba đâu, đâu có chia hết cho ba. Như vậy này là sai nha. Sai nha, thằng này là sai. Thằng này là không nha. Thằng này không có tồn tại nha. Các bạn sai nha, các bạn để ý nha. Rồi, các bạn kêu nó là bây giờ giả sử mình cần một cái con số nhỏ hơn 3 này. Thông thường thì chúng ta sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất và nó là số dương. Thì ở đây nó nhỏ hơn 3 thì chúng ta có là 1 và 2 đúng không? Thì các bạn có là trừ 16, các bạn có quan hệ đồng dương với 2 mod cho 3. 2 mod cho 3. Thế thì bây giờ các bạn thấy nè, riêng cái thằng 2 nha, các bạn lấy, bạn nói đây là 2 mod 3 đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lấy là trừ 16, trừ 16 trừ cho 2 thì chia hết cho 3 hay không? Không. Chia hết cho 3 hay không? Không chia hết cho 3. Không chia hết cho 3. Ủa? Xin lỗi. Trừ 16 trừ 2 là trừ 18. Trừ 18 thì chia hết cho 3 chứ. Sorry các bạn nhé, mình bị nhầm chỗ này. Đó là chia hết cho 3. Đó là chia hết cho 3 là đúng rồi. Xin lỗi các bạn. Này là đúng ha. Như vậy thì mình sẽ có thể phân tích như sau, rất là dễ các bạn ạ. Các bạn sẽ có 2 sẽ bằng mấy lần thằng 3 nè? Bằng 0 lần thằng 3. Và các bạn cộng cho 2, đúng không? Còn trừ 16 thì các bạn sẽ bằng cái gì? Bạn sẽ bằng cái gì các bạn? Bằng mấy lần thằng 3 và chúng ta cộng cho 2. Các bạn comment cho cần mình coi. Trừ 16 thì bằng mấy lần thằng 3 và chúng ta cộng cho 2. Thông thường thì chúng ta sẽ tìm một cái con số, con số âm, số âm vẫn được ha, trừ 6 ha, trừ 6 nhân cho 3 cộng cho 2. Thì lúc đó là cả hai thằng này đều có số dư là 2. Đúng không? Nó đều có số dư là 2, nó đều có số dư là 2. Rồi, nó đều có số dư là 2 hết ha. Ở đây là số 6 ha, mình ghi nó hơi giống số 0 thì mình sẽ sửa lại một chút. Đây, trừ 6 nhân cho 3 cộng cho 2. Đó, được chưa? Rất là dễ đúng không? Rồi, ok. Mình sẽ cho bạn là trừ 15 thì nó đồng dư với cái thằng nào ở đây và mod cho 7. Các bạn hãy tìm cho mình ở chỗ cái dấu chấm hỏi này là cái giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất lớn hơn lớn không, giá trị nhỏ nhất lớn không, chúng ta sẽ điền vô cái dấu chấm hỏi này nè, và cái giá trị nhỏ nhất lớn hơn không. Rồi các bạn thử dành ra khoảng 5-10 giây, các bạn suy nghĩ xem coi chúng ta sẽ có cái giá trị nào mà chúng ta điền vào đây cho nó hợp lý nè. Giá trị nào chúng ta điền vào đây cho nó hợp lý. Rồi các bạn kêu là 6, các bạn kêu là trừ 6, mình đang cần điền vô chỗ này 6 chỗ này, con số chỗ này thì các bạn nói là 6 đúng không? Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử xem là trừ 15 nó có cái quan hệ đồng dư với 6 mod 7 hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra là thứ nhất là thằng 6 mod cho 7 nó bằng bao nhiêu nè. 6 mod 7 thì nó sẽ bằng 6 đúng không? Rồi, còn trừ 15 mod cho 7 thì nó bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi kiểm tra. Mod cho 7 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì rất là dễ thôi, các bạn sẽ tính cho mình đó là trừ 15 nó sẽ bằng mấy lần 7 và nó sẽ cộng cho thằng 6. Tại vì thằng 6 là cái thằng nhỏ hơn đúng không? Trừ 15 thì bằng mấy lần nhân cho 7 và cộng cho 6 nha. Ở đây nó sẽ là số mấy? Ở đây số âm được nha các bạn. Ở đây là số âm được vẫn được. Thì nó là mấy nè các bạn nhỉ? Trừ 3, đúng rồi, trừ 3. Trừ 3 nhân cho 7 là trừ 21. Trừ 21 cộng 6 thì nó sẽ ra là trừ 10, trừ 15. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đừng có nhầm khi mà chúng ta ở đây có số âm, nó vẫn được, có số âm nó vẫn được, nhưng mà nó không thể là trừ một được nha các bạn nhé. Hay là gì tùy các bạn, nhưng mà các bạn cần cần phải cẩn trọng tính cho cái giá trị cho nó ở đây cho nó chính xác, được chưa? Tính cái giá trị ở đây cho nó thật là chính xác ha. Đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng nó là ở đây chúng ta có thể điền vào đây nó là cái con số 6 ha, con số 6 chúng ta có thể điền giá trị vào đây. Rồi tương tự như vậy mình cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa nha. Rồi các bạn là chúng ta sẽ có là trừ 22 thì các bạn sẽ đồng dư với con số nào mà chúng ta
mod cho 9. Rồi, các bạn điền cho mình một cái giá trị vào đây. Cái giá trị nào phù hợp nhỏ nhất và lớn hơn không? Nhỏ nhất và lớn hơn không? Rồi, rất là dễ đúng không? Các bạn nói đây nó là mấy? Đó là 5. Ok, mình sẽ kiểm nghiệm kết quả là 5 nhé. Trừ 22 có đồng dư với 5 mod 9 hay không? Thì chúng ta thấy rằng á, 5 mod cho 9 nó bằng bằng 5. Trừ 22 thì nó sẽ bằng mấy lần 5? Mấy lần 9 và cộng cho 5? Mấy lần 9 và cộng cho 5 nhỉ? Ở đây nó là trừ mấy các bạn? Ở đây nó là trừ trừ 3 đúng không? Trừ 3. Và cả hai thằng này nó đều khi mà chia cho 9 nó đều là số 5 hết ha, nó đều là số 5 hết. À, rồi. Như vậy ở đây chúng ta đúng ha. Mình cũng nói thêm với các bạn đó là trong Excel á, nó cũng có một cái hàm. Tại vì mình nghĩ là các bạn cũng đã học Excel rồi ha. Thì trong Excel nó cũng có một cái hàm để giúp cho chúng ta có thể tính mod. Các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra cái thằng này được một cách nhanh chóng bằng cái thằng Excel. Tuy nhiên thằng nào đó nó đơn giản chút. Đây, ví dụ nè, hồi nãy nha, hồi nãy mình có là các bạn thấy ở đây nó có một cái hàm là hàm mod trong Excel đúng không? Mod nè. Ở đây là trừ 22. Rồi ở đây là cái con số mà các bạn sẽ dự định đấy. Thì các bạn thấy là mod của trừ 22 cho 9 nó là 5. Bây giờ các bạn có mod của 5 bằng nha. Trong Excel thì nó sẽ có những cái thằng này bằng 5 mod cho, xin lỗi, phẩy 2 ha. 5 ở đây chúng ta phẩy 2. Các bạn enter là chúng ta sẽ ra số 1. Rất là dễ đúng không các bạn? Ok ha. Rồi. Mình cho bạn thêm cái ví dụ nữa là trừ 15. Và ở đây là 7. Enter. Đó. Thì trong cái chương trình Excel hay là trong một số cái phần mềm khác nó đã cho các bạn có cái khả năng đó là tính toán cái hàm mod này rồi, thì các bạn có thể nghiên cứu thêm nha, nghiên cứu thử nha. Ok ha. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi, xin hãy comment xuống phía bên dưới. Ok nha, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.